Xin chào các anh em, lại tiếp tục về một chiếc Ford EcoSport 1.5 AT. Đây là một chiếc xe 2018 cá nhân sử dụng. Xe đã chỉ sử dụng được 96.000 km rồi. Đây đó, mình sẽ đi qua nhanh một chút xíu về ngoại thất của xe ha. Tình trạng xe đang còn nguyên bản. Đấy, không bị cấn đụng ngập nước gì hết. Cam kết là đã được kiểm tra 176 hạng mục rồi. Cho nên anh em mua xe là cứ yên tâm ở đây mà mua mà chạy thôi. Không có phải lo lắng về những cái chất lượng của xe như ngoài chợ. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 115 triệu. Đây là cái giá mà gọi là chào thôi. Còn anh em tới xem xe, nếu mà ok thì chúng ta có thể là thương lượng lại giá. Và cái xe này thì bên Sơn cũng đang hỗ trợ, thì anh em cần chuẩn bị đưa trước cho bên Sơn khoảng tầm 178 là mình có thể nhận được xe rồi. Xe rất là đẹp anh em nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.